Xin chào cả nhà. Hôm nay là thứ bảy và mình có thêm một chút thời gian để mình quay cho các bạn một cái vlog ngắn. Như đã hứa lần trước, mình sẽ giới thiệu với các bạn về bộ đồ nghề và các trang thiết bị mà mình thường xuyên sử dụng. Bắt đầu nhé. Khi mà các bạn mua iPad để vẽ thì có hai thứ phụ kiện cực kỳ cần thiết mà các bạn chắc chắn phải mua. Thứ nhất đó chính là chiếc ốp lưng. Thực ra thì từ khi mà iPad Pro 2020 ra mắt ấy, thì cái việc mua cái bao da của iPad 11 2018 nó hiếm hàng hơn, hoặc là nó rất là xấu, chỉ có của Baseus màu đen, màu xanh mình không thích lắm. Vì thế mà mình đã nghiên cứu khá lâu và mình quyết định là mình đặt mua một cái bao da của iPad 2020. Thực ra nó chỉ khác nhau có mỗi camera thôi, mình nghĩ nó cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Yêu cầu của mình là mình muốn mua loại 500 hít lưng để khi mà mình quay camera xuống thì nó sẽ không bị cái bo viền silicone ở xung quanh, nó sẽ tôn được cái màn hình của máy lên rất là đẹp. Thứ hai nữa là mình cũng rất thích khoe cái viền này, cái viền máy của iPad Pro 11 thực sự là đẹp. Và thứ ba là mình thích cái tính năng như thế này. Đó. Khi mà chúng ta gập lại chúng ta để lên mặt bàn, nó sẽ có độ dốc vừa phải để vẽ rất là tiện nữa. Đây là một trong hai thứ phụ kiện mà chắc chắn các bạn phải có để bảo vệ máy. Một trong hai thứ rất cần thiết nữa đó là cái miếng dán Paperlike. Đây là loại miếng dán mình mua của Nhật. Nó có chữ Nhật nên là mình cũng không biết đọc nó như nào. Các bạn có thể search tìm nó trên Shopee hoặc là Tiki với độ tìm kiếm khá là cao. Bạn chỉ cần search từ Paperlike iPad Pro 11. Tại sao mình phải dán cái miếng dán Paperlike này? Bởi vì là khi mà mình vẽ nó sẽ tạo ra cái độ nhám sột soạt giống như trên giấy, nó sẽ rất là thật tay. Thứ hai nữa là cái đầu bút của mình nó sẽ không bị trượt đi, nó không bị cảm giác trùi trụi nữa. Và cái thứ ba là khi mà các bạn dùng Procreate, các bạn sẽ biết là nó có cái lệnh là khi mình chấm hai đầu ngón tay lên trên màn hình nó sẽ hiểu đấy là backward, tức là back lại cái thao tác trước ấy. Và nếu như mà mình không dán cái paperline này mà mình chạm cái tì tay vào và cộng với cái đầu bút, nó sẽ hiểu nhầm đấy là lệnh backward và đôi khi nó làm cho mình bị lặp đi lặp lại cái thao tác, nó rất là khó chịu. Cho nên mình cực kỳ khuyên các bạn nên mua cái này ngay lập tức nếu mà các bạn định vẽ trên iPad. Ưu điểm thứ hai của cái Paperlike này là nó có độ cản chói sáng rất là tốt, nó sẽ giúp cho chúng ta nhìn vào trong màn hình lâu mà không bị mỏi mắt. Mặc dù là khi mà mình dán lên nó có cái độ nhám mà nó sẽ làm cho màn hình của chúng ta hơi hơi cảm giác mờ đi, nhưng mà mình nghĩ nó chẳng ảnh hưởng gì vì màu sắc nó vẫn rất là đẹp. Một món đồ nữa mà các bạn nên có đó là chiếc giá đỡ này. Mặc dù nó không thực sự cần thiết nhưng mà nó rất là tiện dụng. Đây. Giá đỡ này chỉ khoảng độ 60 hơn 60 nghìn gì đó thôi, có màu bạc và màu đen. Cũng trên Shopee luôn. Khi mà mình đi ra quán cà phê hay là đi đâu đó thì cái giá này nó sẽ rất là tiện. Nếu như cái bàn cà phê nó quá thấp, mình sẽ cần phải nâng cái máy lên thì mình cầm nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Hoặc là khi mình ngồi ở bàn làm việc này, mình muốn có độ cao hơn thì mình sẽ kê cái máy vào đây như này. Mình có thể bám một tay vào đây và một tay vẽ. Rất là thoải mái, không mỏi một chút nào cả. Đó. Tại sao mình không mua những cái giá nó to? Bởi vì những cái giá to thì khi mình cho vào ba lô nó sẽ không được tiện lắm. Khi mà mình bắt đầu làm vlog và mình chưa đầu tư được những cái máy ảnh chuyên nghiệp hay là micro chuyên nghiệp thì mình thường sẽ sử dụng cái iPhone 6S của mình. Nó là cái iPhone đời cuối của Apple mà có jack 3.5. Nó sẽ rất tiện cho việc mình cắm micro vào đây và thu âm khi mà mình đang ngồi ở quán cà phê hoặc đi ra đường ấy. Thì cái micro đấy nó sẽ giúp cho mình loại bỏ được tiếng ồn ở bên ngoài và âm thanh của mình sẽ rõ hơn. Còn gì nữa không nhỉ? Có vài món nữa mà các bạn nhìn thấy ở phía đằng sau lưng mình đây. Đây là những thiết bị gắn cố định thôi, nhưng mà mình nghĩ là thi thoảng mình cũng thấy nó khá là hữu ích. Ví dụ như là cái giá đỡ kẹp bàn cho điện thoại. Đây mình sẽ kẹp cái điện thoại vào đây này. Và mình sẽ xoay như thế này để có thể quay được video ở trên mặt bàn. Đó là trong trường hợp mà ví dụ như điện thoại, quên nhầm, máy ảnh của mình hết pin ý, thì mình sẽ dùng sang điện thoại. Hoặc là khi mình cần quay những cái video ngắn thì mình quay điện thoại và nó sẽ đồng bộ với iPad để mình biên tập video nhanh hơn. Không cần phải quay trên máy ảnh xong rồi rút thẻ nhớ ra rồi lại đưa thẻ nhớ vào lấy file các thứ. Ừ. Và cái đèn này các bạn có thể nhìn thấy
Đây, để mình kéo thấp nó xuống. Đây là một cái đèn led. Thực ra thì ban ngày thì ánh sáng ở trong phòng của mình rất là đủ, nhưng mà khi mà bị thiếu sáng một chút thì mình sẽ dùng cái đèn này hắt cái ánh sáng lên trên trần, nó sẽ phản sáng xuống và nó sẽ làm cho ánh sáng của cái góc này đều hơn. Lúc đó mình quay video và nó sẽ được đẹp hơn. Nếu như mà có đèn studio ấy thì tốt, nhưng mà cái phòng của mình nó rất là nhỏ, vì thế mình cũng chưa sắp xếp được để đặt đèn studio. Thứ hai nữa là mình thường hay quay vào ban ngày thì cái ánh sáng nó đã đủ rồi, mình tạm thời chưa cần đến đèn studio lắm, một cái đèn này là đủ. Còn gì mà các bạn cần hỏi nữa không? Trong video lần tới thì mình sẽ giới thiệu với các bạn chưa biết về iPad, chưa biết về Procreate. Mình sẽ cho các bạn thấy Procreate nó lợi hại như thế nào đối với việc vẽ trên iPad. Nó thực sự là một công cụ đổi đời của mình đấy. Còn bây giờ mình sẽ tiếp tục edit video process drawing về cái bìa sách đầu tiên mà mình vẽ cho khách hàng. Mình đã để dành nó rất lâu rồi nhưng mà vẫn chưa có thời gian, mình sẽ làm dần và hy vọng sẽ up được lên kênh YouTube Hamel Art Studio của mình sớm để cho các bạn xem. Hãy theo dõi kênh của mình và subscriber để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn các bạn trong lần sau.